안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với Hàn Quốc Sarang, kênh học tiếng Hàn hoàn toàn miễn phí. Nối tiếp của video trước thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn phân biệt các cặp từ tiếng Hàn dễ nhầm lẫn phần số 2. Chúng ta sẽ có những cái cặp từ như thế nào? Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Trước hết chúng ta có cái cặp đầu tiên với 예매하다 và 예약하다. Hai cái cụm từ này đều mang nghĩa là đặt mua cái sản phẩm, đặt mua. Tuy nhiên thì với cái từ 예매하다 nó sẽ mang nghĩa là mua trước, tức là chúng ta đã đặt trước và thanh toán hết, thanh toán hoàn toàn cái giá trị sản phẩm. Và cái từ 예매하다 này thường dùng với cái việc mà chúng ta mua vé xem phim này, hoặc là vé tàu xe, hoặc là vé máy bay. Tức là những cái loại thanh toán này cần phải thanh toán hết một lần, thanh toán trước khi chúng ta nhận. Thứ hai, các bạn có cái từ 예약하다. Các bạn cần chú ý về cách biến âm, nối âm. Các bạn có 예약하다, nó mang nghĩa là đặt trước, tức là cũng hiểu là mua sản phẩm và đặt trước. Tuy nhiên thì với từ này chúng ta có đó là thanh toán một phần giá trị của sản phẩm, dịch vụ, hoặc là chưa thanh toán. Khác với 예매하다 thì 예매하다 là thanh toán trước, thanh toán hết rồi, đặt trước và thanh toán hết rồi. Thì cái từ 예약하다 này nó là đặt trước và chúng ta chỉ thanh toán một lần thôi, thanh toán một phần thôi, hoặc là chúng ta đặt giữ chỗ mà chưa thanh toán. Và cái từ 예약하다 này nó dùng với khi chúng ta đặt tour du lịch này, hoặc là đặt khách sạn, đặt nhà hàng, thì chúng ta gọi điện đến trước, chúng ta đặt chỗ chẳng hạn, và chúng ta có thể thanh toán sau khi mà chúng ta đã đến đó và sử dụng xong dịch vụ. Tiếp theo là có từ 덥다. Cái từ này, cả hai từ này nó đều mang nghĩa là nóng các bạn nhé. Cả hai từ này đều mang nghĩa là nóng. 뜨겁다 cũng mang nghĩa là nóng. Tuy nhiên nó khác nhau như thế nào? Cái từ 덥다, các bạn chú ý về cách phát âm. Thì nó nói về cái nóng của thời tiết. Ví dụ, 날씨가 진짜 더워요. Trời nóng thật, hoặc là trời nóng thật đấy. Thì các bạn có 날씨 là thời tiết, 진짜 là thật, thực sự, 더워요, nóng. Còn cái 뜨겁다 nó thể hiện cái nóng khi nói về cái nóng của đồ ăn, thức ăn, của nước canh này, của nước uống, hoặc là của cái nhiệt phát ra, ví dụ như là từ máy phát chẳng hạn. Ví dụ các bạn có một cái câu là 국물이 아직 뜨거우니까 조심하세요. Vì canh vẫn còn nóng nên hãy cẩn thận. Như vậy, 덥다 chỉ cái nóng của thời tiết. Ví dụ các bạn ra ngoài trời các bạn thấy nóng quá, 진짜 더워요, nóng quá, nóng thật đấy. Còn 뜨겁다, ví dụ các bạn ăn canh và các bạn sờ bát canh, các bạn thấy nóng quá, các bạn sẽ kêu là, nói là 뜨거워, nóng quá. Thì như vậy nó khác nhau tùy thuộc vào cái đối tượng mà chúng ta hướng đến. Nếu đối tượng ra hướng đến là thời tiết thì các bạn dùng với từ 덥다. Còn khi mà các bạn biểu thị với đồ ăn, với canh hoặc là nước uống chẳng hạn, thì các bạn dùng với 뜨겁다. Các bạn chú ý nhé. Tiếp theo các bạn có cặp từ là 기르다. Nó mang nghĩa là nuôi hoặc là nuôi dưỡng. Và ở đây cụ thể là nuôi cái gì đó cho nó dài ra. 키우다 cũng mang nghĩa là nuôi dưỡng. Nó đều giống nhau, 기르다 và 키우다. Tuy nhiên thì cái từ 기르다 các bạn hiểu là nuôi cho cái gì nó dài ra. Ví dụ là các bạn nuôi tóc cho nó dài này, hoặc là nuôi móng tay cho nó dài ra. Thì các bạn sẽ có là ví dụ 머리를 기른 게 기르다. 머리를 기른 게 기르다 có nghĩa là nuôi tóc cho nó dài. 머리 có nghĩa là cái mái tóc nhé. 길 trong từ 길다 có nghĩa là dài. 기른 게 có nghĩa là một cách dài đấy. 기르다 là nuôi, tức là nuôi tóc dài. Hoặc các bạn dùng là nuôi móng ấy, nuôi móng tay ấy, thì các bạn có từ này là 손톱. Mình viết nhầm nhé, các bạn sửa lại là 손톱. Son có nghĩa là tay này, còn thộp các bạn hiểu là 손톱 có nghĩa là cái móng tay. 손톱을 기르다 có nghĩa là nuôi móng tay. Như vậy các bạn khi mà hình dung 기르다 nuôi thì các bạn hiểu là nuôi cho cái gì đó nó dài ra. Còn với từ 키우다 các bạn dùng với nghĩa bóng, cũng dùng với nghĩa đen nữa, nhưng mà các bạn sẽ có ví dụ là nhiều 꿈을 키우다 Kume Kyuta có nghĩa là nuôi giữ ước mơ, Kum có nghĩa là giấc mơ. Hoặc là các bạn dùng với Chipchungnyokul Kyuta. Chipchungnyokul Kyuta có nghĩa là nuôi dưỡng khả năng tập trung. Chipchungnyok các bạn phát âm đây là ryok, ri này, ryok thì các bạn biến âm thành nyok. Chipchungnyokul Kyuta nuôi dưỡng cái sự tập trung. Chipchungnyok mà nghĩa là cái khả năng tập trung. Hoặc là các bạn dùng với Airir Kyuta có nghĩa là nuôi con, tức là nuôi cho con lớn lên, trưởng thành nên, khôn ngoan lên. Như vậy, Kyuta và Kyuta đều mang nghĩa là nuôi, nuôi dưỡng dành cho cả người, cả vật. Tuy nhiên thì sẽ sử dụng khác nhau, các bạn chú ý. Tiếp theo chúng ta có cặp là Yepputa và Arumtapta. Arumtapta đều mang nghĩa là đẹp. Tuy nhiên thì Yepputa dùng để khen về vẻ đẹp của con người, cả vật nữa. Còn Arumtapta chủ yếu dùng cho cảnh, ví dụ là phong cảnh thật là đẹp. Thì chúng ta dùng với Arumtapta dùng để khen về vẻ đẹp của cảnh nhé. Cũng có thể dùng với Yepputa. Yepputa thì phạm vi rộng hơn, nó dùng để nói về cái vẻ đẹp của cả người và vật. Tuy nhiên Arumtapta chủ yếu dùng cho cảnh. Cũng có thể dùng để khen người nhưng mà ít dùng hơn. Tiếp theo các bạn có cụm là Simsimhata. Simsimhata và Chiruhata. Cả hai cụm từ này đều thể hiện là cái sự buồn chán. Tuy nhiên, cái sự buồn chán nó sẽ khác nhau một chút. Với cái từ Simsimhata thì nó thể hiện cái sự buồn chán khi mà không có gì đó để làm. Còn cái từ Chiruhata thì nó thể hiện cái sự chán ngán, tức là chán bởi vì cái gì đó nó không thú vị, không thu hút. Các bạn có ví dụ với Simsimhata nhé. Ví dụ là 할 일이 없어서 하루 종일 심심했다. 할 일이 없어서 하루 종일 심심했다. Cả ngày không có việc gì làm nên chán. 할 일 các bạn phát âm là 할 일 biến âm. 할 일이 없어서 vì không có việc gì để làm nên là 하루 종일 cả ngày, 심심했다 cả ngày buồn chán, cả ngày chán. Và cái từ 지루하다 ví dụ 이 영화는 진짜 지루하다. 이 영화는 진짜 지루하다. Bộ phim này chán lắm, tức là cái tình tiết phim rất là tẻ nhạt, không có gì thú vị, không có gì thu hút cả. Như vậy 심심하다 và 지루하다 đều thể hiện cái sự chán. Tuy nhiên, một cái là buồn chán, một cái là chán ngán, không thú vị. Tiếp theo các bạn có 비슷하다, 비슷하다, 비슷하다. Từ này mang nghĩa là tương tự, tức là nó gần gần giống nhau, không giống hoàn toàn. Còn cái từ 같다, 같다 thì nó mang nghĩa là giống, tức là chỉ cái sự giống hoàn toàn. Như vậy các bạn dịch một cái nó mang nghĩa là tương tự, gần giống, một cái là giống. Ví dụ, 당신 경우는 내 경우와 비슷하다. 당신 경우는 내 경우와 비슷하다. Có nghĩa là cái trường hợp của anh ấy thì tương tự với cái trường hợp của tôi. 당신 경우, 경우 có nghĩa là cái trường hợp, cái tình huống. 당신 경우 có nghĩa là cái trường hợp của bạn, cái trường hợp của anh thì 내 경우 có nghĩa là của tôi. 내 là dạng viết tắt của nà ơi. Là ơi, từ ơi mang nghĩa là của. Nhưng khi các bạn nó phát âm từ này mang nghĩa là sở hữu thì nó sẽ phát âm là e, này, và sẽ được viết gọn là nè. Này được viết gọn là nè. Nè kiêu ngủ có nghĩa là cái tình huống của tôi, cái hoàn cảnh của tôi. Oa mang nghĩa là với. 비슷하다 cái hoàn cảnh của anh ấy thì tương tự với cái hoàn cảnh của tôi, hoặc là gần giống cái hoàn cảnh của tôi. Và các bạn có từ 같다. 누나와 나는 성격이 같다. 누나와 나는 성격이 같다. Có nghĩa là gì nhỉ? Cái tính cách ấy, tôi thì tính cách giống với chị gái. Nuna là chị gái. Nunawa với chị gái này. 성격이 같다 tính cách thì giống với chị gái, tức là chỉ cái sự giống hoàn toàn. Như vậy tùy thuộc khi mà các bạn muốn nói là giống hoàn toàn hoặc là tương tự hoặc là gần gần giống thì các bạn có thể thay thế từ 같다 bằng 비슷하다 tùy thuộc nhé. Tiếp theo các bạn có từ 천천하다. 천천하다 đang nghĩa là trầm trận, tức là chỉ cái sự từ từ trầm trận, không phải là tiêu cực. Còn một cái là nurita thì nó mang nghĩa là chậm, chậm chạp, tức là chỉ cái ý che, không tích cực, đúng không? Các bạn có nurita thì nó mang nghĩa là chậm, còn chon chon hata nó mang nghĩa là chậm chậm, từ từ. Tiếp theo các bạn có từ khikakuta. Khikakuta mang nghĩa là cao. Tuy nhiên thì cái này dùng để nói về chiều cao của con người. Các bạn có khi là chiều cao, còn khuta. Khi là chiều cao đây là danh từ, còn cái cụm từ này tính từ khikakuta nó mang nghĩa là cao. Còn cái từ nopta, nopta nó cũng mang nghĩa là cao. Tuy nhiên thì nó dùng để nói về chiều cao của vật, của cái tủ này, hoặc là của cái núi, ngọn núi này, hoặc là của cây cối chẳng hạn. Còn khi nói về chiều cao của con người, các bạn dùng với khikakuta. Ví dụ 유나 씨가 우리 반에서 키가 제일 커요. 유나 씨가 우리 반에서 키가 제일 커요. 유나 thì cao nhất trong lớp tôi. 우리 반 có nghĩa là lớp tôi. 에서 là trong, trong lớp tôi thì 유나 씨가, bạn 유나 thì 키가 커요 có nghĩa là cao, còn 제일 là nhất. Còn khi các bạn sử dụng với từ 높다, ví dụ 이 집은 높다. 이 집은 높다. Ngôi nhà này cao. Như vậy các bạn hiểu chưa? Cùng mang nghĩa là cao. Tuy nhiên dùng cho người sẽ dùng với khikakuta, còn dùng cho vật sẽ dùng với từ nopta. Tiếp theo các bạn có từ hyoil. Hyoil mang nghĩa là ngày nghỉ lễ. Đây là những ngày được pháp luật quy định, ví dụ là nghỉ Tết âm lịch này, nghỉ Tết Dương này, hoặc là nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 chẳng hạn. Còn cái từ hyuga, hyuga nó mang nghĩa là nghỉ phép hoặc là kỳ nghỉ. Ví dụ khi đi làm công ty các bạn được nghỉ phép, hoặc là có cái kỳ nghỉ 1 tuần chẳng hạn. Hoặc là cái kỳ nghỉ là 여름 휴가, kỳ nghỉ hè. Còn các bạn có 신청 휴일, ví dụ 신청 휴일, nghỉ Tết Dương, tức là Tết Dương hoặc là những Tết âm lịch chẳng hạn, thì nó thuộc về những cái ngày nghỉ mà pháp luật quy định, thì các bạn dùng cái từ 휴일. Còn ví dụ như là kỳ nghỉ hè này, hoặc là nghỉ đông này, hoặc những cái kỳ nghỉ đó thì do trường quy định, đúng không? Không phải là do pháp luật quy định. Hoặc là những cái kỳ nghỉ ngắn ở trong công ty, nghỉ phép hoặc là kỳ nghỉ thì các bạn dùng cái từ hyuga. Hyuga, các bạn chú ý nhé. Ví dụ 여름 hyuga có nghĩa là kỳ nghỉ hè, hoặc là 겨울 hyuga, kỳ nghỉ đông. Tiếp theo các bạn có từ 마지막. 마지막, 마지막 mang nghĩa là cuối cùng. Và cái từ 드디어. 드디어, 드디어 nó mang nghĩa là cuối cùng thì, hoặc là rốt cuộc thì. Cái từ 마지막 thì nó thể hiện rằng đây là điều cuối cùng, không còn gì sau đó diễn ra nữa. Ví dụ 마지막 날, 마지막 날, 마지막 날 có nghĩa là ngày cuối, 날 là ngày. Hoặc là 마지막 장면, 마지막 장면 có nghĩa là cái cảnh cuối, 장면 có nghĩa là cảnh, bối cảnh. 마지막 장면, cảnh cuối. Còn cái từ 드디어 thường nó được dùng để tóm gọn lại sau khi mà các bạn đã trình bày trước đó, tóm gọn lại sau một cái chuỗi sự việc gì đó, vẫn còn điều gì đó tiếp tục diễn ra. Ví dụ các bạn nói là sau một hồi cân nhắc thì cuối cùng thì tôi đã quyết định được. 드디어 결정했어. 드디어 결정했어. Cuối cùng thì tôi đã quyết định. 결정했어 có nghĩa là đã quyết định. Hoặc là 드디어 합격했어. 드디어 합격했어. Cuối cùng thì tôi đã thi đậu rồi. Như vậy, đằng sau của 드디어 nó thường sẽ là tiếp tục diễn ra một cái sự gì đó, một cái hành động nào đó. Còn ở đây, 마지막 nó thường kết hợp với những danh từ thế này. 마지막 날, 마지막 장면. Tiếp theo các bạn có từ xe và 새로운. Xe có nghĩa là mới, và cái từ 새로운 cũng mang nghĩa là mới. Tuy nhiên đối với từ xe này thì nó thể hiện một điều hoặc là một vật gì đó hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện. Ví dụ xe ột có nghĩa là cái áo mới, hoặc là xe cọp có nghĩa là cái mới. Tuy nhiên cái từ 새로운 này thì nó cũng mang nghĩa là mới, tuy nhiên nó thể hiện là cái mới của cái điều gì đó hoặc là vật gì đó đã từng xuất hiện rồi, nhưng là bản mới hơn. Các bạn có thể dùng là 새로운 소식이 뭐 있어요? 새로운 소식이 뭐 있어요? Có tin gì mới không? Các bạn cũng có thể dùng với 새로운 옷, có nghĩa là cái áo mới. Tuy nhiên khi mà dùng là 새로운 옷 thì các bạn hiểu là cái áo mới này ngày xưa nó đã có rồi, nhưng bây giờ nó update thành một phiên bản mới, nó có thêm một cái họa tiết, một cái chi tiết khác một chút. Hoặc các bạn khi mà các bạn dùng với từ 새옷 thì các bạn cũng có thể hiểu là đây là một cái áo mới hoàn toàn, vừa mới được thiết kế và tung ra thị trường. Tức là tùy thuộc các bạn sử dụng, nó mang nghĩa là tùy thuộc các bạn sử dụng với 새옷 hoặc là 새로운 옷 mà các bạn hiểu bản chất của cái áo đó là cái áo đã từng có hay đã từng có hoặc là mới xuất hiện, tùy thuộc. Tiếp theo là có từ 늦다 mang nghĩa là muộn hoặc là trễ, tức là chỉ cái sự muộn, sự trễ nói chung. Còn cái từ 지각하다 nó cũng mang nghĩa là muộn, trễ. Tuy nhiên thì nó dùng cho cái hành động đi muộn hoặc là đến trễ. Ví dụ 학교에 지각하다 có nghĩa là đến trường muộn hoặc là đi học muộn. Còn cái từ 늦다 ở đây nó dùng nhiều, ví dụ là 5분 늦다, muộn 5 phút này, hoặc là 열차에 늦다, tôi đã muộn giờ tàu, hoặc là muộn cuộc hẹn chẳng hạn. Thì nó dùng cho những cái muộn, cái trễ nói chung. Còn cái từ 지각하다 này, muộn trễ nó chỉ dùng cho cái hành động đi hoặc là đi đến. Tiếp theo các bạn có từ 지금 mang nghĩa là bây giờ. Từ 이제 cũng mang nghĩa là bây giờ, nhưng mà nó khác nhau một chút, đó là gì? Cái từ 지금 nó thể hiện cái khoảnh khắc ngay lúc này, khoảnh khắc này và ngay tại thời điểm này. Còn cái từ 이제 nó mang nghĩa là hiện tại, hiện giờ. Thì cái thời điểm này có thể kéo dài đến tương lai, tức là nó không chỉ riêng cái khoảnh khắc hiện tại mà nó còn có thể kéo dài tới tương lai nữa. Ví dụ với từ 지금 là gì nhỉ? 지금 우리는 일을 합시다. Bây giờ chúng ta làm thôi, tức là ngay bây giờ chúng ta làm. Còn các bạn có thể dùng với 이제 như sau. 이제 망고 열매 처리다. Bây giờ đang là mùa xoài. Các bạn sẽ có 이제. Khi mà câu này dịch là hiện giờ hoặc là bây giờ đang là mùa xoài thì các bạn hiểu rằng cái mùa xoài nó đang bắt đầu thời điểm này và nó còn có thể kéo dài khoảng 1-2 tháng nữa nó mới kết thúc cơ. Như vậy nó khác so với từ 지금. Như vậy thực tế thì khi mà sử dụng thì rất là nhiều bạn nhầm lẫn giữa từ 지금 và từ 이제. Chúng ta sử dụng nó không được chuẩn. Tuy nhiên thì nó không hẳn là sai và người Hàn người ta có thể hiểu được. Nhưng mà khi các bạn học đến bài này thì các bạn hiểu nhé. Các bạn sử dụng cho đúng. 지금 nó thể hiện là cái khoảnh khắc ngay bây giờ, ngay lúc này. Còn 이제 nó cũng thể hiện cái khoảnh khắc ở tại thời điểm bây giờ nhưng có thể kéo dài tới tương lai. Và các bạn nhìn ví dụ các bạn có thể thấy rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi, tức là ngay bây giờ chúng ta phải bắt đầu. Còn cái từ bây giờ hiện đang là mùa xoài, mùa của quả xoài thì các bạn hiểu là mùa của nó và cái mùa đó có thể kéo dài thêm 2 hoặc 3 tháng nữa. Các bạn có mango có nghĩa là xoài này, 열매 có nghĩa là quả, còn 철 có nghĩa là mùa. Tiếp theo các bạn có từ 고르다 mang nghĩa là chọn, và cái từ 선택하다 nối âm lên cũng mang nghĩa là chọn hoặc là lựa hoặc là chọn lọc. Tuy nhiên cái từ 고르다 nó thể hiện cái sự lựa chọn không cần cân nhắc kỹ, giữa các lựa chọn không giới hạn, và đây là cách dùng không quá trang trọng cũng nhưng mà được dùng rất là phổ biến. Các bạn có thể nói là gì nhỉ? Ví dụ 바구니에서 사과 하나를 고르다 có nghĩa là gì nhỉ? 바구니 có nghĩa là cái giỏ này, 에서 là ở trong cái giỏ, 사과 có nghĩa là quả táo, 하나 có nghĩa là một, 고르다 là chọn, tức là hãy chọn, tức là chọn một quả táo ở trong cái giỏ. Như vậy cái sự lựa chọn này thì nó không quá là cầu kỳ, đúng không? Lựa chọn một cách tự do, một cách rất là phổ biến, có thể dùng lựa chọn vật này vật kia ở trong cuộc sống. Tuy nhiên cái từ 선택하다 thì nó thể hiện cái sự lựa chọn có sự cân nhắc, nó có giới hạn nhất định và trang trọng hơn, và thường dùng những cái gì đó lớn lao hơn. Ví dụ 결혼식에 좋은 길이를 선택하다 có nghĩa là gì nhỉ? Lựa chọn ngày lành tháng tốt cho cái lễ kết hôn. Như vậy khi mà các bạn muốn nói đến cái sự lựa chọn ngày tháng tốt ấy, là những cái gì đó rất là thiêng liêng quan trọng đúng không? Thì các bạn dùng cái từ 선택하다, nó thể hiện cái sự lựa chọn có sự cân nhắc hơn, có giới hạn nhất định hơn, không phải là các bạn muốn chọn ngày nào cũng được. Nó không giống như là quả táo, quả cam, các bạn có thể lựa chọn một cách thoải mái. Như vậy, trong thực tế thì người ta cũng dùng đan sen 고르다 và 선택하다. Tuy nhiên, nó khác một chút ít, đó là cái từ 선택하다 thì lựa chọn có tính cân nhắc hơn. Tiếp theo các bạn có từ 발전. 발전 có nghĩa là cái sự phát triển. Và cái từ 발달 cũng có nghĩa là sự phát triển. Tuy nhiên, 발전 thì các bạn sử dụng cho sự phát triển của kinh tế, khoa học kỹ thuật. Tức là nó chỉ giới hạn ở những cái phạm vi này thôi. Còn cái từ 발달 thì nó thể hiện không những là sử dụng cho sự phát triển của kinh tế, khoa học, kỹ thuật, xã hội, mà nó còn nói về sự phát triển của cơ thể, của trí thông minh, của cảm xúc. Như vậy cái sự phát triển của nó rộng hơn đúng không? Sử dụng cho nhiều đối tượng đa dạng hơn. Và các bạn chú ý về cách phát âm. 발달 và 발전. Tiếp theo các bạn có cặp từ là 배우다 và 공부하다. Rất là nhiều bạn nhầm lẫn với hai cụm từ này. Thì các bạn chú ý rằng 배우다 ấy, chúng ta học là có người hướng dẫn ở trung tâm, ở trường lớp, và cũng có thể sử dụng cho học các môn năng khiếu nữa. Tức là quan trọng nhất đối với từ 배우다 là học có người hướng dẫn. Ví dụ 요리 배우다, học nấu ăn, thì tức là chúng ta đang học ở trung tâm chẳng hạn, cần có giáo viên hướng dẫn. Hoặc là 춤 배우다, có nghĩa là học nhảy múa. Các bạn cũng có thể tự học. Tuy nhiên khi các bạn tự học thì các bạn sẽ dùng là 춤 공부하다. Hoặc nếu các bạn tự học nấu ăn thì các bạn sẽ nói là 요리 공부하다. Các bạn chỉ cần lưu ý rằng tùy thuộc vào cái việc mục đích của các bạn học. Các bạn học có người hướng dẫn hay không ấy, thì các bạn sẽ lựa chọn sử dụng 공부하다 hoặc là 배우다. Đối với 공부하다 thì học không nhất thiết phải có người hướng dẫn, có thể là chúng ta tự học. Ví dụ 중국어를 공부하다, học tiếng Trung. Thế thì khi sử dụng với 공부하다 thì các bạn hiểu rằng trong cái câu này tức là người nói, người ta đang tự học, ngầm hiểu là đang tự học, không có người hướng dẫn. Còn khi mà sử dụng với 배우다 thì hiểu là cái người này học ở trung tâm hoặc ở trường lớp có người hướng dẫn. Tức là tùy thuộc. Các bạn có thể dùng với 요리 공부하다 hoặc là 요리 배우다. Đó là tùy thuộc vào việc học của các bạn có người hướng dẫn hay là các bạn tự học, chứ không phải là sai. Nhiều bạn dùng với 요리 공부하다. Thực tế là sai, đó là sai tại sao? Đó là gì nhỉ? Thực tế là các bạn học ở trung tâm có người hướng dẫn, nhưng các bạn lại nhầm là 요리 공부하다. Sai đúng không? Học ở trung tâm thì các bạn sẽ có người hướng dẫn thì các bạn phải dùng với 요리 배우다. Cũng có rất là nhiều người đang tự học tiếng Hàn. Nhiều bạn đã học tiếng Hàn và các bạn nhầm lẫn hai từ này, các bạn nói là 한국어를 배우다, tôi đang học tiếng Hàn. Tuy nhiên cái của bạn sai đó là gì nhỉ? Đó là bạn đang tự học, không qua hướng dẫn cả, chỉ có bạn tự mày mò sách vở thôi. Thì bạn dùng với từ 배우다 là sai. Thay vào đó bạn phải sử dụng là 한국어를 공부하다, tôi đang học tiếng Trung, tôi đang học tiếng Hàn. Và cái việc học ở đây chúng ta hiểu là bạn ấy đang tự học. Tiếp theo chúng ta có từ 한국어. 한국어 là tiếng Hàn. Đây là một từ ngôn ngữ tiếng Hàn, chỉ ngôn ngữ tiếng Hàn nói chung, bao gồm là tiếng này, tiếng nói này, chữ viết này. Còn cái từ 한국말, các bạn đọc biến âm là 한국말, thì các bạn hiểu đây là tiếng Hàn, tức là chỉ tiếng nói, chỉ riêng về cái việc nói tiếng Hàn thôi. Bởi vì cái từ 말 ở đây nó mang nghĩa là lời nói, thì các bạn sẽ có 한국말, tức là cái việc nói tiếng Hàn. Còn 한국어 nó bao hàm rộng hơn, nó gồm cả việc nghe, nói, đọc, viết, tất tần tật liên quan đến tiếng Hàn. Ví dụ các bạn sẽ có là 한국어 어려워요, 한국어 어려워요, tiếng Hàn khó quá. Thế đây các bạn có thể hiểu là tiếng Hàn viết khó này, đọc khó, nghe khó, nói khó chẳng hạn. Còn khi các bạn nói cụ thể là 한국말 어려워요 thì các bạn hiểu là nói tiếng Hàn khó quá, tiếng Hàn nói khó quá. Như vậy cụ thể là 한국말 có nghĩa là cái việc nói tiếng Hàn. Tiếp theo các bạn có từ 가격. 가격 mang nghĩa là giá tiền. Cái từ cạp, các bạn phát âm chỉ lấy cái phụ âm virus này thôi. Cạp cũng mang nghĩa là giá tiền, giá cả. Tuy nhiên thì cái từ 가격 này nó được đứng độc lập, tức là nó sẽ có như thế này. Ví dụ đằng trước nó sẽ không có gì cả, các bạn sẽ có là 가격이 4,000원이에요. 4,000원이에요. Giá tiền là 4.000 won chẳng hạn. Còn cái từ cặp này nó cũng dùng để nói về giá cả nói chung, tuy nhiên thì nó đứng sau danh từ nào đó để tạo thành từ ghép, tức là nó sẽ đi với những cái danh từ như là từ ột, ví dụ là ột cặp, ốt cặp có nghĩa là giá quần áo chẳng hạn, hoặc là quá il cặp có nghĩa là giá hoa quả. Tức là cái từ này nó không đi đơn lẻ mà nó sẽ kết hợp với những cái danh từ khác để tạo thành từ ghép. Tiếp theo các bạn có từ kê tả. Kê tả, kê tả mang nghĩa là thức giấc hoặc là tỉnh dậy. Còn cái từ ironata, ironata nó cũng mang nghĩa là ngủ dậy. Tuy nhiên cái từ kê tả các bạn hiểu là các bạn vẫn còn đang nằm trên giường và các bạn muốn mở mắt ra thôi. Ví dụ như các bạn nghe thấy tiếng gà gáy chẳng hạn, thì các bạn lập tức các bạn không ngủ được nữa, các bạn mở mắt ra. Thì khi đó các bạn dùng cái từ ke tả, tức là các bạn thức giấc, tỉnh giấc và các bạn vẫn nằm trên giường. Còn cái từ ironata thì các bạn hiểu là các bạn đã ngủ dậy, tức là đã hoàn toàn tỉnh dậy này, đã rời khỏi giường và làm các hoạt động khác, tức là trạng thái tỉnh hoàn toàn và đã đi làm hoạt động khác rồi. Còn ke tả chúng ta hiểu là bị đánh thức bởi một cái gì đó, hoặc là đột nhiên không ngủ được thì chúng ta mở mắt ra. Thì cái trạng thái chúng ta đột nhiên tỉnh dậy như thế, mở mắt ra như thế, chúng ta cứ dùng với từ ke tả. Ví dụ 잠영종 소리를 듣고 잠 깨다. 잠영종 소리를 듣고 잠 깨다. Nghe tiếng đồng hồ báo thức tỉnh dậy. 잠영종 소리 có nghĩa là cái tiếng đồng hồ báo thức này. 듣다 là nghe, và từ cô đấy mà nghĩa là và. 잠 có nghĩa là cái giấc ngủ, 깨다 và cái giấc ngủ. Tôi thức dậy. 잠 깨다 thì các bạn hiểu là tỉnh giấc, tỉnh dậy. Còn cái từ 일어나다, ví dụ các bạn nói là 7시에 일어나요, tôi thức dậy lúc 7 giờ, tức là tôi đã hoàn toàn tỉnh ngủ và tôi đã ra khỏi giường, tôi làm các công việc khác. Nữa là các bạn có từ yong và từ cung. Yong đây là một từ thuần Hàn, nó mang nghĩa là không, và từ cung cũng mang nghĩa là số 0 hoặc là còn mang nghĩa là quả bóng nữa. Tuy nhiên nó là một từ Hán Hàn. Mình vừa chia sẻ với các bạn 20 cặp từ, những cái cặp từ mà các bạn dễ nhầm lẫn. Nó có nghĩa của chúng thì tương tự nhau, tuy nhiên thì tùy thuộc vào từng ngữ cảnh khác nhau mà các bạn sẽ phải lựa chọn sử dụng sao cho thật là chính xác. Trước đây khi các bạn chưa học thì các bạn có thể sử dụng nhầm lẫn, tuy nhiên thì người Hàn Quốc người ta có thể hiểu được, có thể chấp nhận được. Nhưng mà khi mà đã học xong video này thì các bạn hãy ghi nhớ và sử dụng một cách thật là chính xác, chuẩn xác, chọn lựa từ để sử dụng đúng trong tùy từng ngữ cảnh nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ ghi nhớ và sử dụng thật là thành thạo. Chúc các bạn học tiếng Hàn càng ngày càng hiệu quả hơn, và đừng quên để lại cái phần bình luận bên dưới video này nhé. Đó là một cách để chúng ta tương tác với nhau, gần gũi với nhau hơn, và cũng là một cách để các bạn giúp mình phát triển kênh nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.